Bây giờ tôi vào jQuery, tôi tải cái file jQuery min này về nhá. Tôi vứt vào đây, cái này ai cũng biết rồi đúng không? Có ai không biết đâu. Sao không thấy đứa nào nói gì vậy? Biết thì bảo biết, không biết thì bảo không biết, ô hay. Rồi, script. Đây là cái việc import này. Import là nhúng vào, được chưa? Nhét một thư viện nào vào thì người ta gọi là import, được chưa? Không biết cái chữ import viết như nào kia kìa, được chưa? Đấy, người ta gọi là import. Thì chúng ta ví dụ như import CSS thì chúng ta dùng thẻ gì? Thẻ link, được chưa? Còn sử import JavaScript thì chúng ta dùng thẻ script, được chưa? Thuộc tính import JavaScript là thuộc tính src bằng cái đường dẫn từ cái file index hiện, cái file đang thực thi hiện tại á, vào đến cái file jQuery, được chưa? Thì ở đây thằng này nó đang ngang hàng với thằng public này, thằng index nó đang ngang hàng với thằng public này, thì chúng ta viết cái thư mục là thư mục public, được chưa? Xong rồi trỏ xuống đến thư mục gì, plugin sược plugin, sược tiếp đến cái gì, jQuery, sược tiếp đến cái gì, jQuery.min.js, được chưa? Đây là import thành công này. Tiếp tục viết code JavaScript thì chúng ta viết trong thẻ script luôn này. Ở trong này thì bây giờ tôi sẽ nói chuyện đến với cái selector này. Thì ở trong bản chất, ở trong HTML của chúng ta ấy, nó là tổ hợp của các cái thẻ đúng không? Ví dụ như là thẻ P, đây là thiện TH chẳng hạn, đúng chưa? Đúng chưa nhỉ? Thì bây giờ nếu mà tôi muốn, ví dụ như ngày xưa các bạn dùng CSS muốn thay đổi cái cách hiển thị của một thẻ nào đấy, thì chúng ta dựa vào cái tên thẻ hoặc vào cái đặc thù của đặc tính của các cái thẻ đấy để quyết định xem nó cần phải thay đổi như thế nào, đúng không? Ví dụ như thẻ P, tôi muốn tất cả các chữ trong thẻ P chuyển sang màu xanh, thì tôi viết trong thẻ style chuyển thành gì? P đóng mở ngoặc gì? Color green như thế này, đúng chưa? Thì cái này nó giúp chúng ta làm gì? Khoanh vùng tất cả các thẻ P, đúng không? Và những cái thứ mà đằng trước của cặp dấu ngoặc nhọn của chúng ta thì cái đấy người ta gọi là selector. Selector là chọn một hoặc một tổ hợp các cái thẻ ở trên giao diện của mình để áp dụng một cái quy tắc nào đấy. Được chưa? Nốt vào không lại quên. Nhanh lên. Được chưa? Các bạn cần nốt, cảm giác mình nhớ được cái gì thì nốt lại cái đấy, không các bạn hãy cái cách ghi chép. Cái cách ghi chép nó cực kỳ dễ. Nó ví dụ như kiểu như tôi hay có cái trò ghi chép là mỗi ngày tôi ghi ra một tờ. Xong rồi sau đấy là khi mà tôi nhớ, kể cả đến giờ tôi nói khoảng 5 phút tôi nhớ được cái gì, tôi chỉ ghi được một dòng. Ghi lại những cái gì mình nhớ, một vài chữ cũng được. Chứ không cần thiết là cứ phải ghi hết những cái gì người ta nói. Đấy là đọc văn để chép rồi, không phải là ghi chép, không phải ghi chú. Được chưa? Xong selector này.
Bây giờ tiếp tục này. Trong JavaScript của chúng ta cũng trong thằng jQuery của chúng ta cũng có những cái selector. Nhưng mà selector này của nó hơi đặc biệt hơn so với thằng CSS. Thằng CSS nó cốt thuật. Đúng không? Còn thằng jQuery của chúng ta nó là thư viện, cho nên nó sẽ phải có những cách biến đổi riêng của nó để xác định những cái thẻ đấy. Được chưa? Thì chúng ta thứ nhất để xác định được thẻ hay còn xác định là selector thì chúng ta tổ hợp như sau. jQuery đặc thù của nó là cái chữ đô la. Được chưa? Đô la đóng ở ngoặc tròn, ở trong là string, viết selector giống như CSS trong này. Được chưa? Đây là cái cú pháp giúp tôi xác định một thẻ hoặc một tập hợp các thẻ trên trang HTML của tôi. Đây tôi đang xác định là tất cả các thẻ P sẽ có thay đổi về chữ viết, thay đổi về chữ viết thành nghĩa đẹp trai chẳng hạn. Nhưng mà mỗi tội học dốt thì tất cả các chữ, các thẻ P ở trên trang của tôi sẽ được thay đổi cái chữ viết ở phía trong này trở thành cái nội dung này. Được chưa? Còn cái các bạn chỉ cần nhớ tôi cái này trước đã. Còn cái này tí nữa tôi sẽ hướng dẫn lại các bạn một lượt. Xếp xuống. Được chưa? Reload trang ra ngoài, chạy chuột phải vào open in browser. Text đáng lẽ phải là thiện th nhưng bây giờ sẽ trở thành nghĩa đẹp trai học dốt. Được chưa? Bây giờ tiếp tục này. Tiếp tục này. Chúng ta viết thử thêm một thẻ nữa, thẻ P nữa. Đây là Nguyễn Vân Anh. Hoàng à? Ai biết được. Hoàng, ừ thì Hoàng, Hoàng Vân Anh. Chưa? Reload phát. Các bạn nhìn này, để ý nhá, để ý thật nhanh nhá. Để thật nhanh cái đoạn page này. Thấy gì? Nó bị nháy đúng không? Đúng không? Tức là cái việc JavaScript nó đọc á, nó có một khoảng thời gian rất ngắn để nó tìm tất cả các thẻ P, sau đó nó mới xử lý. Được chưa? Đấy là cái thời điểm, cái điểm nó khác so với thằng CSS. CSS nó nhận rất là nhanh trên trang HTML. Nhưng mà với JS thì nó phải thực thi cái câu này, nó chạy và nó phải tìm tất cả các thẻ P, sau đó mới thay đổi text ở phía trong. Được chưa? Bây giờ các bạn tìm cho tôi, tìm cho tôi cái từ khóa là jQuery selector để biết xem là nó có những cái selector gì vào trang của WP School ấy. Đây nó có một mớ như này cũng không nhiều lắm. Thấy chưa? Tôi cho các bạn độ khoảng 10 phút để đọc qua cái lượt này, một lượt này. Xong tôi sẽ hỏi bất kỳ. Làm sao để xác định thẻ nào, làm sao để xác định thẻ nào. jQuery selector ở trong WP School nhé. Tập đọc tiếng Anh đi.
Xong chưa? Rồi nhá, hết giờ rồi nhá, test cái này. Xem này nhá. Rồi, bỏ cầm máy rồi, cầm bếp máy rồi. Nói nhưng mà có gì đâu, cầm nhớ được đến đâu. Cầm bếp rồi. Thử nhá. Nhiều khi các bạn chẳng cần phải nhớ cái gì luôn đấy. Tôi có một thẻ P. Tôi muốn xác định nó bằng gì đi thì biết bằng cái gì. Đô la hoặc là string.
đúng không? Dễ chưa? Chấm hay không chấm hay bút tính sao? Được chưa? Dễ không? Rồi. Thẻ P và thẻ H. Tất cả tôi muốn xét tìm tất cả thẻ P và thẻ H bằng gì cô đi? Đô la bỏ qua P phải H giống gì hay không? Nó là CS chứ là cái chó gì? Nó chính là selector của CS. Rồi, tiếp này. Đây tôi có hai thẻ P. Tôi muốn tìm thẻ P cuối cùng. Is đô la P 2.2 là 2 chấm thôi đúng không? Last try. Nghe nghe tôi đọc nhá. Tôi đọc cái gì đâu, các bạn sau này không, các bạn cứ nói đúng như vậy thì là ai cũng sẽ hiểu. Last try. Last try. D L A S T - C H I L D. I L D. Try. Câu không đọc chữ D à? Try. Được chưa? Rồi. Tìm thẻ P. Có tìm thẻ Deep đi. Deep có cái ID bằng hiện. Làm nào? Đô la số 1 string thăng thăng nhận thế hát và quen tay. Được chưa? Tiếp này. Nếu mà vẫn thẻ deep có class bằng bg trừ red thì ra đô la chấm string này chấm bg trừ red cái này đúng không? Nhưng mà tôi có rất nhiều thằng deep khác cũng có bg red bằng như này. Như này. Nhưng mà trong cái thằng cuối cùng này nó lại vừa có BG red và có thêm TTT green. Có cả BG red và TTT green. Thì làm nào? Có hai, bắt buộc phải có hai cái này thì tôi mới chơi, không thôi. $8 $8 Street chấm bg chấm red phải chấm txt green nè, có thể vô lý không? Như lúc nãy cái này cũng phải này, là chỉ cần là thẻ p hoặc đây là hoặc nhá, thẻ p hoặc thẻ h thì đều hoặc đúng không? Nhưng mà cái này nó lại là cả hai, tại sao được thế? Nghĩ thử nữa nào. Bây giờ tôi không có bạn đọc cái gì cả, nghĩa là máy xuống. Không có bạn đọc cái gì, các bạn thử đoán cho tôi. Tại sao lại thế? Đúng. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Nó có dấu chấm. Thì người ta sẽ hiểu đây là class đúng không? Mà class thì sao? Đơn cử là thằng class này nó một thẻ có thể có nhiều class. Một thẻ là có nhiều class. Đúng chưa? Một thẻ có thể có nhiều thẻ H, thẻ A, thẻ B không? Đi điên à? Ta gọi là một thẻ thì lại còn có nhiều thẻ H, thẻ B không? Còn có. Thấy chưa? Cái điều này nó không thể xảy ra được, đúng không? Nếu mà đưa vào hai cái thằng này vào trong cùng một thẻ thì nó là vô lý quá. Cho nên nó nên nó sẽ chuyển thành kiểu xác định là thẻ này hoặc thẻ này. Nhưng mà với class như này, đúng không? Với class thì như này nó sẽ chuyển sang hiểu là có cả class này và class này. Được chưa? Xong chưa? Đấy là sau này có ai hỏi thì tôi lý giải đúng như thế luôn. Tiếp này. Tiếp này. À, để coi nào.
thẻ LI. Đây là tôi biết số 1 LI. Nhà mình trồng cho bút. LI 1 này, LI 2, LI 3, LI 4. Yeah. Tôi muốn xác định cái thẻ này. Thì làm nào? Cái này khó rồi. Cái tập này là khó rồi. Sao? Đến đâu? Đây này. EQ LI 2 EQ 3 đúng không? Thì là sao? Chọn phần tử thứ tư. EQ là viết tắt của đường y của y của. Sau này nếu mà các bạn chắc chắn con này phải không? Ra ba. Ra ba ấy, dùng cái thằng y của này liên tục lại luôn. So sánh với tree thì phải bắt buộc phải dùng y của. Y của là so sánh bằng. Yeah. Y của là bằng. Cái dấu bằng của chúng ta đọc là y của. Được chưa? Nó ra. Qua đọc này, đọc này. Xác định thẻ EQ. EQ này là xác định thẻ ở vị trí là, đọc vào cái từ này là đọc là gì? Index. Index nghe quen không? Index nó bắt đầu từ số mấy? Không, đúng chưa? Thì ở đây là gì? Thẻ này có index là bao nhiêu? Bao nhiêu? 2. Thì bây giờ là đô la hoàng xuyên hoặc là UL đấy, nhét dép vào mồm này. Nhạc lý LI 2 chấm EQ 2 làm gì có bằng ở đâu nữa, có bằng không? Xong đây, xác định thẻ thứ bao nhiêu ở trên màn hình. Cái này xác định thẻ thứ bao nhiêu dựa vào index, bắt đầu index bắt đầu bằng 0. Được chưa? Chúng ta có GT list element with an index greater than cái này khác rồi. Đó, rồi ok. Xong chưa? Còn những cái thằng cái này chúng ta đọc nhìn rất là dễ rồi, đọc rất là dễ, nó chỉ có một dòng đọc cực kỳ dễ, không đọc nữa thôi chị, không đọc nữa để nó xem ví dụ. Được chưa? Đây tôi chỉ chọn bừa một cái thôi. Tiếp theo này. Chúng ta có thẻ LI này. LI này. Có thẻ P ở trong thẻ LI này. Chúng ta lại có LI nữa. Thế lại còn có thẻ A cơ. LI nữa, lại có thẻ P. Có thẻ P ở đây. Tôi muốn xác định cái thẻ này. Cái thẻ A này. Thẻ A nào nằm trong thẻ LI? Thì xác định kiểu gì? Đô la. String. LI. Lớn hơn A. Đây là tra trực tiếp. Đúng chưa? Mày giống hệt với CS rồi. Tra trực tiếp. Đúng chưa? Nhưng mà nếu mà tôi lại có một cái này nữa. LI xong đến P xong mới đến A. Thì xác định thằng A này kiểu gì? Tôi vẫn muốn nhét cái vị trí, cái sự có mặt của thằng LI này vào. Nó làm gì? Đô la LI cạnh A. Tất cả các thẻ A là nằm trong thẻ LI thì sẽ xác định. Cái này mất biết là con cháu chắc chút chít thì cứ nằm trong là gì. Được chưa? Cái này giống thêm cái CS tôi không khác gì cả. Rồi, tiếp theo. Đấy, các bạn đọc cái này coi tôi xem nó là cái gì. Đấy là danh sách các thẻ. Danh sách các thẻ có index lớn hơn 3 đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta có đô la LI 2.GT 1. Như này, thì đố các bạn đã xác định những thẻ nào trong cái tập LI này. Hai ba bốn. Sai. 0, 1. Đây là 2 lớn hơn 1 này. Thì là xác định thằng này và thằng này, hai thằng trên không chọn, bởi vì nó bằng 3 mà, nó bằng 1 mà. Đây là mấy? Không, index là không, đây là index mấy? 1.
đúng chưa? G đây là greater than, đúng chưa? Lớn hơn một, xong chưa? Đấy, L D less than là nhỏ hơn ba, đúng chưa? Tiếp theo not, cái này hay này, cái này hay, cái này sau này dùng nhiều đấy, ghi vào nha, lấy giấy vở ra mà ghi nào, mấy đứa là không nhớ cái gì đâu. Vâng, ôi không đừng tè nữa, vậy bình tĩnh đi, phá bạn phá máy của bạn thế cũng không quên cái đầu mà. Rồi, tiếp tục này. Tôi có danh sách những checkbox như này là A, checkbox B, checkbox C, checkbox D. Không chưa? 1, 2, 3, 4 cái checkbox này. Tôi tích thằng này, tôi tích thằng này. Được chưa? Tôi cần xác định những cái thẻ, những cái thẻ đã tích, những cái thẻ đã được tích, thẻ input type và checkbox đã được tích trên màn hình. Từ từ đã nhé, từ từ, ok, cái này hơi khó các bạn. Đây. Thứ nhất này, tôi muốn xác định những cái thẻ input là loại checkbox. Bây giờ input là loại checkbox ở trên màn hình này, giờ làm mạnh bằng gibberish. Input là loại checkbox, bởi vì input có một rổ loại đúng không, hai mươi mấy loại. Bây giờ chỉ muốn xác định những cái thẻ input loại ở trên box thôi, type ở trên box thôi. Làm nào? Thì cứ đô la trước thì đã. Mở ngoặc. String. Không chưa. Input. Đi. Mở ngoặc vuông. Type. Bằng trên box. Đây. Nào, dịch nào. Đây là xác định tất cả những thẻ input này. Được chưa? Cứ giống ngoặc vuông này là thuộc tính. Được chưa? Đây là input size bằng checkbox đúng không? Cái này đúng không? Rồi thì nên cái gì đấy cái sau này. Sau này đóng vào. Được chưa? Thì là input có thuộc tính type bằng giá trị là checkbox. Cái này ở trong này chúng ta biết, chúng ta bỏ dấu hai phẩy, dấu string đi nhá, bỏ đi. Thì thuộc tính có ở đây, thẻ có thuộc tính bằng giá trị nào đấy thì xác định nó. Xong chưa? Xong. Đi vào. Cứ cái nào mà liên quan đến dấu ngoặc vuông như thế này thì là quy định về thuộc tính. Yeah. Các bạn hoàn toàn có thể biết ở đây là tên thuộc tính thôi cũng được. Thì là tìm tất cả những cái thẻ nào nếu tôi viết như thế này thì sẽ là tìm tất cả các thẻ nào ở trên màn hình của chúng ta có xuất hiện thuộc tính type. Được chưa? Cứ có xuất hiện thuộc tính type là quất. Còn nếu không có xuất hiện thuộc tính type, bỏ lại. Và nếu mà chúng ta thay đổi cái này trở thành type hoặc là trở thành name bằng ví dụ date chẳng hạn, hoặc ở đây name bằng name, thì cái này dịch ra như thế nào? Nếu hai thằng này thì dịch ra như thế nào? Tìm tất cả các thẻ trên màn hình có thuộc tính tên là type và có giá trị bằng date. Còn thằng này, tất cả các thẻ trên màn hình có thuộc tính nêm có giá trị bằng nêm. Thế là xong. Tiếp tục nhá. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, tiếp này.
Tôi tích thằng này. Tôi tích chứ không phải tôi thích nhá. Tôi tích thằng này. Bây giờ tìm cho tôi tất cả các thẻ input check thằng cái đóng máy xuống. Mở máy lên làm gì? Không có giấy mở thì đi mang, đi mượn, đi xin tờ giấy về mà biết. Giờ này đóng hết máy xuống cho tôi. Tìm tất cả các thẻ input file bằng checkbox ở trên màn hình có trạng thái checker. Nào, lên đặt. Input. Trên bóng. Và một đoạn ở giữa này nữa. Hai chấm trạng thái thì là hai chấm chính xác. Chân thực. Chính xác. Đúng. Đây là trạng thái. Trạng thái. Trạng thái thì chúng ta có vài cái thôi, ở jQuery chúng ta có vài cái thôi. Checkered này, disable này. Gì không nhỉ? Hai đường. Được chưa? Tiếp tục. Xong chưa? Xong đến đây chưa? Đến thằng này. Ủa nó. Nó đọc hồ sơ nào? Tất cả các thẻ input không có trạng thái rỗng. Được chưa? Thì ở đây tôi muốn tìm tất cả các thẻ input không được check. Tất cả các thẻ input không được input file bằng checkbox mà nó không được tích là nào? Đô la hai bằng checkbox gì nữa, hai chấm not mở ngoặc, hai chấm empty đó bạn. Được chưa? Tất cả các thẻ input trên màn hình có thuộc tính sai và check box và không có trạng thái xin lỗi các bạn, không có empty và checkered và không có trạng thái checkered. Xong chưa? Rồi nha. Tiếp này. Về chúng ta với code này. Tôi giới thiệu thêm cho các bạn thêm một cái nữa. Ví dụ như thế này. Đây nha, các bạn coi này. Ví dụ tôi có một thẻ button. Sai bằng button. Đây là on click bằng click. Được chưa? On click bằng click. Đây tôi có một input type bằng checkbox. Rồi, ở đây tôi để bên cạnh nó là cái test input. Rồi các bạn coi đấy nhá, xem cái giao diện nó như nào đấy nhá. Đây đúng không? Nó chỉ có test input và click này thôi đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ viết code cho nó. Ở đây tôi có cái hàm là hàm click. Rồi các bạn coi này. Bây giờ làm sao để xác định cái thẻ input type checkbox? Viết là gì? Đô la đóng vào ngoặc type bằng checkbox này đúng không? Được chưa? Xem nhá, xem tôi làm gì nhá. Chấm click
Giờ là chấm cho nó chấm click này. Tôi giải thích cho các bạn nhé, cái hàm chấm click này nó là cái việc chúng ta, nó tương đương với việc chúng ta dí chuột, chúng ta bấm vào cái thẻ input để phát. Được chưa nhỉ? Mà cái thẻ input thì sao? Bấm vào nó làm sao? Nó chuyển thành cái gì? Check và không check. Nếu đang ở trong trạng thái không được check thì nó chuyển sang check. Còn nếu đang ở trạng thái không được check thì nó chuyển sang thành check. Được chưa? Bây giờ các bạn coi này. Tôi có tương tác với thẻ input không? Bị điên à, tôi tương tác gì với thẻ input vậy? Được chưa? Tôi đang tương tác với thẻ là thẻ button. Được chưa? Nhưng mà thẻ button này khi nhận sự kiện on click thì nó sẽ chạy code nằm trong này, đúng không? Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có sao? Khi xác định thẻ checkbox này thì chúng ta sẽ dí vào trong cái thẻ input của một phát. Được chưa? Xong chưa? Tiếp theo này, nếu tôi duplicate thằng này lên sao? Xem nó thành cái gì nhá. Đây đúng không? Hay không? Hay không? Được chưa? Nhấp nháy thôi mà. Rồi. Bây giờ bài toán sẽ như sau. Bài toán sẽ như sau. Bây giờ tôi sẽ có một input, đây là in, đây tôi đặt mỗi cái này là một cái BR đi. Đây có input đầu tiên này là cái input master. Đây có ID bằng master. Xong chưa? Xong chưa? Các thanh niên. Đây là bài toán của chúng ta rất dễ. Bài toán của chúng ta rất dễ như sau. Đấy này. Đây đúng không? Bài toán của chúng ta đây đúng không? Như sau này. Bây giờ tôi bấm vào cái master này.
Được chưa? Bấm vào cái master này thì nó sẽ xảy ra cái chuyện là tất cả các thẻ input chưa được tích, chưa được check thì chuyển thành thì sẽ được kích cái. Như này nhá, đây nhá. Hiểu bài toán không? Ví dụ tôi có cái thằng này được check này, thằng này được check này. Được chưa? Được chưa? Khi mà tôi bấm vào thằng này. Được chưa? Khi tôi bấm thằng này thì nó sẽ được kích thêm cái. Tức là những cái thằng đang trắng này sẽ chuyển thành xanh luôn. Được chưa? Xanh thì vẫn xanh. Nhưng cái thằng đang từ trắng chuyển thành xanh. Được chưa? Rồi, tôi sẽ nhét cho các bạn thêm vào đây một cái on click bằng đây, click it đi. Được chưa? Thỏa mãn chưa? Đây, click it đây. Đấy, đề bài chỉ có thế thôi. Kích hoạt là tất cả các thẻ input tất cả các thẻ input chưa được check được chuyển thành check được. Mày vừa phải thôi. Dễ mà, cái bài này dễ ơi. Nhưng nó sẽ bị ngu đúng không? Rồi cứ từ từ làm từng bước một. Ai bắt làm hết đâu. HSBC ngân hàng đã tạm duyệt khoản vay lên đến 120 triệu với kỳ hạn tối đa 60 tháng cho em, tức là bây giờ mình được phép vay 120 triệu khác. Xong chưa? Mới được lấy được lấy được hai phần sau hai phần gần thứ sau thì kiếm mua sao đây nhé, không có hiện tại và để nó tự làm thì nó mới giỏi được, sao nó đỡ rốt được giỏi thì khó nhưng đỡ rốt mai con Vân Anh lên đây ngồi một mình một chỗ. Cô sẽ phải ngồi đất ở dưới góc kia xong kê cái bàn lên trước mặt một chút. Tại sao lại có dụng cách ở đây? Không đi làm gì đấy? Đấy rồi, sao nữa? Không có trạng thái chuyên cực thì dùng cái gì? Không có trạng thái chuyên cần. Đấy, mình không ghi trạng gì. Mang ra xem. Đó. Biết đâu. Phải dùng nhận vừa cái xem đây, tôi cầm công xem, mở sách ra xem nào. Rồi, sao nữa? Chưa sao? Chưa sao? Không bấm có thì làm sao mà chuyển sang được? Chấm ra ngoài, chấm click. Đóng vào, không bỏ vào. Có xếp xuống, chạy thử được nào. Đấy. Thấy không? Thank you.
Đấy. Biết sai rồi. Thứ nhất này, tại sao cái này lại chuyển sang màu xanh? Thì đâu, cô ghi cái này ghi chép đâu? Nào rồi. Thế sẽ lấy cờ nó làm bao gồm cả phần vọng này. Đây là B cái phẩy này rất ra ngoài. Cái này phẩy. Phẩy các bạn. Đấy. Đúng rồi. Rồi ra ngoài kia. Ông bên cạnh vào trong một cái. Đấy. Phẩy lại. Chưa hết. Nó đây là tìm tất cả các cái ý cũ sai của chế bóc. Không có đúng không? Đây là trạng thái không có. Không có trạng thái nữa. Nó ra một cái chế bóc. Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi đi. Đây là master này. Ok, bây giờ kiểm tra là gì? Có phải là tìm tất cả các input và tìm hướng tất cả các input rồi, có trạng thái sai. Có bình tĩnh cho rồi, rồi được 3 đúng rồi, check top. Đây, cái trạng thái chế bóng được chưa? Mà không có trạng thái mà có trạng thái top. Rồi, không có trạng thái trích cực. Không có trạng thái trích cực. Trạng thái là giống gì? Đó, bỏ đi, bỏ đi. Trạng thái là giống gì? Nó có một tròn đúng không? Ờ, nó xoáng đúng không? Tròn được mấy đâu? Tròn. Rồi, bây giờ trạng thái trích cực. Trạng thái là giống gì? Phát cho phát bây giờ chứ. Đây là cột tính. Trạng thái là giống gì? Ai chấm check cực. Rồi, tao bây giờ mình sẽ đủ tất cả các cái input có sai bằng check box và không có trạng thái check cực. Được chưa? Sau khi thực hiện hành động đó sẽ đi ra ngoài này. Chấm click. Không bao cho. Rồi, chấm vậy. Sẽ có trạng thái như thế nào? Được chưa? Không nhờ. Đây. Gì? Bây giờ gì? Mày sai rồi. Đến đây là dừng là hết trả thái là hết đấy nhé. Thì cô chọn không? Cô chọn cái nào lại? Được chưa? Xếp xuống lại. Yeah. Xong chưa? Còn ai chưa xong không? Xong hết rồi thì thắng béo không chưa? Hả? Cái gì? Nói to lên nào. Hùng. Rồi, đây chúng ta xem. Đầu tiên này, khi mà click vào cái thẻ input size bằng checkbox thì chúng ta tìm tất cả các thẻ input có thuộc tính là size bằng checkbox mà không có, đúng không? Mà không có trạng thái là checkered thì click vào. Đúng không? Xong chưa? Cái nữa. Tèo rồi. Vì sao tèo? Đây, master. Tại sao thế? Nào. Không kích lại được lần nữa đúng không? Rồi, ok, không sao cả. Đấy nó đặc thủ của nó rồi. Không sao. Đây là cái tội cốt ngu này. Chuyện bình thường.
Đấy, rồi ok, tạm thời dừng cái này ở đây đã. Tí nữa chúng ta tiếp quay lại khi mà chúng ta đã kinh khủng hơn, master hơn, chúng ta sẽ lại quay lại hoàn thiện cái ví dụ này. Được chưa? Rồi, tiếp tục này. Nãy giờ đã hiểu cái selector chưa? Rồi, bây giờ đến cái sự kiện này. Đây là event. Ở đây là api.html. API. Các bạn tạo tâm file HTML mới và import cái jQuery vào đi. Import cái jQuery vào. Xong chưa? Rồi. Nãy giờ chúng ta này để ý này, chúng ta xác định vừa mới rồi là xác định các thẻ đúng không? Chính xác hơn là chúng ta xác định cái thẻ, chúng ta chỉ lưu ý thêm một cái là cứ cái nào có đô la ở trong này là dấu thăng ấy. Cái này nó sẽ xác định ra một thẻ đó. Được chưa? Rồi tất cả các loại khác là xác định ra một mảng các đo. Được chưa nhỉ? Cái này là luôn luôn xác định ra một cái đầu tiên. Và tất cả các thể loại khác phải xác định ra một mảng, mảng dấu cũng được, nhưng mà nó luôn luôn trả lời mảng đối tượng HTML. Được rồi, tiếp tục này. Khi ở jQuery, chúng ta ở jQuery ấy, khi chúng ta đã xác định được thẻ rồi nhá, khi chúng ta xác định được các thẻ trên màn hình rồi, thì tất cả của nó đều chuyển thành đối tượng của jQuery. Thuộc về kiểu đối tượng jQuery. Được chưa? Thuộc, nhớ là thuộc về kiểu là đối tượng. Được chưa? Mà đối tượng thì có cái gì? Khi chúng ta đối tượng rồi, đối tượng có cái gì? Thuộc tính. Và gì? Giá trị. Thuộc tính tương đương với biến đúng không? Đúng chưa? Có nhớ cái này không? Còn cái gì tương đương với hàm? Cái gì tương đương với hàm? Đúng rồi, hành động. Hành động tương đương với hàm. Được chưa? Thế lúc này chúng ta có cái đô la đóng ở ngoặc gì đấy chấm click. Thì đây nó là cái gì? Đây nó là hành động. Được chưa? Thì đây làm gì đấy hả? Mày hớp hớp cái gì đấy? Gạo. Khổ lắm đây. Tập trung vào đây. Không ra cái gì rồi gì ổn. Thấy chưa? Đây nó là thực hiện một hành động thuộc về đối tượng jQuery. Xong chưa? Và đặc biệt hay ở chỗ là cái gì? Ở trong thằng JavaScript này, ở trong jQuery này, nó có cái hay cái là như bình thường ấy, chúng ta có để xác định được tất cả các thẻ có tên thẻ là thẻ P chẳng hạn, đúng không? Xác định tất cả các thẻ có tên là P thì chúng ta sẽ phải sử dụng là gì? Document gì nữa? Chấm get gì? Cái gì? Get element by. Tôi muốn xác định một tên thẻ không ạ? Tên thẻ không ạ? By tab name. Đây là tên thẻ, tab là thẻ, tên name là tên. Được chưa? Rồi nhập được không bạn? Thì cái này nó trả một mảng đúng không? Mảng này, cái mảng này nó thuộc về mảng đo. Mà mảng đo chúng ta không thể, ví dụ chúng ta gán cho cái này bằng cái va x chẳng hạn, bằng cái này, chúng ta không thể là x chấm click được, không thể x chấm click được. Bởi vì sao? Bởi vì đây nó trả về là kiểu dạng mà dạng mảng. Mảng thì nó không thể nào có, mảng không phải đối tượng đúng không? Bản thân cái mảng nó không thể là đối tượng được, cho nên nó không thể nào xuất hiện được cái hành động
như thế này được. Được chưa? Cho nên nếu mà chúng ta muốn thực hiện hành động click với tất cả các thẻ P trên màn hình mà bằng cách sử dụng DOM như này thì chúng ta phải tiến hành là for, làm một vòng là for cho tất cả các phần tử nằm trong cái mảng X này. Sau đó mới đến lúc đấy nó mới là cái thẻ DOM rồi, mới là thẻ HTML rồi, đến lúc đấy chúng ta mới click được, mới thực thi được cái hành động cho cái click này. Được chưa nhỉ? Đây là cái dở của DOM bình thường, DOM HTML và JavaScript bình thường. Tuy nhiên với jQuery, để xác định được một danh sách các thẻ P, một tập hợp các thẻ P thì chúng ta có gì? Chỉ đơn giản là đô la phẩy phẩy P như này thôi, đúng không? Nhưng nếu tôi muốn tương tác với tất cả các thẻ P, tôi xác định được, ví dụ tôi muốn làm một phát tất cả các thẻ P trên màn hình tôi được click thì tôi sẽ chỉ đơn giản là chấm click như thế này thôi. Đây là cái điểm tiện lợi của jQuery, đó là khi nó đã xác định được DOM rồi, bất kể là nhiều ấy chúng ta thực hiện hành động thì nó sẽ, cái hành động nó sẽ diễn ra với tất cả các thẻ đã xác định được. Được chưa? Đấy là cái điểm hay hơn của jQuery với đối với nó so sánh với JavaScript còn. Xong chưa? Rồi, tiếp tục này. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu các bạn chấm đằng sau nó là cái gì và nó có nó dùng nó như thế nào. Là làm sao? Thì chúng ta ở trong jQuery chúng ta có rất nhiều hành động và những cái hành động đấy người ta đã cốt sẵn cho chúng ta ở trong cái file jQuery.min.js này rồi. Chúng ta bây giờ chỉ cần học cách dùng là được. Được chưa? Thì chúng ta sẽ học như sau. Thực ra học cũng khó một sự được. Thật mà, tôi nói thật mà. jQuery.com này. Đây, jQuery.com này. Chúng ta nhìn cái chúng ta nhìn thấy cái API document đúng không? Thấy không? Kích vào. Ở jQuery những cái hàm có sẵn của chúng ta ấy, những cái hàm có sẵn người ta viết trước cho chúng ta rồi thì người ta gọi đấy là API. Thì giờ chúng ta chỉ việc học API và sử dụng những cái API đấy. Thì số lượng API ở trong jQuery nó nhiều vãi đái luôn nào các nhỉ? Vãi trưởng luôn. Xin lỗi tôi nói vậy. Yeah. Nó nhiều một cách kinh khủng luôn. Và chúng ta thậm chí là đến tôi bây giờ tôi không nhớ được hết. Không bao giờ nhớ được hết cái mớ này. Cho nên chúng ta chỉ cần là biết cách tìm kiếm vào trong đây thôi. Chứ nhớ thì không thể nào nhớ được hết. Nó quá nhiều nên không nhớ được hết. Chúng ta chỉ cần biết tìm kiếm là được rồi. Và cái việc tìm kiếm của chúng ta nó không khó với tôi nhưng dễ, nhưng mà nó khó với các bạn. Bởi các bạn học dốt tiếng Anh, khi mà tìm kiếm cái gì đấy bằng cái jQuery này, chúng ta chỉ đơn giản viết từ khóa là đầu tiên bao giờ cũng là jQuery. Ví dụ tôi muốn tìm tất cả thẻ P nằm trong thẻ H1, đúng chưa? Muốn tìm tất cả các thẻ P trong thẻ H1 bằng jQuery thì tôi sẽ search bằng từ khóa gì? Nhưng các bạn sẽ search bằng từ khóa gì? Tìm thế còn lâu mới ra. Còn Việt Nam thì không trả lời đâu. Việt Nam các bạn để cho xem, các bạn tìm trên các cái diễn đàn hay các website của Việt Nam ấy, bây giờ kể bây giờ còn nhiều, ngày xưa còn không có một trang nào hỗ trợ các bạn trong việc tìm kiếm. Bởi vì cái đếp Việt Nam hay cắm đầu cắm cổ và làm tính tiền cho mình, không bao giờ chia sẻ kiến thức của mình cho người khác, cũng không hỗ trợ chúng con nào mà hỏi vừa nó chửi đó. Đấy. Và khi mà bọn tôi làm thì hầu hết là tìm chuyển hết tất cả sang tiếng Anh. Ví dụ như ở đây là muốn tìm là trong jQuery tìm tất cả các tìm thẻ P trong thẻ H1 đúng không? Thì sẽ làm gì? jQuery file tìm file P tag into inside H1 tag. Chuyển từ tiếng Việt, chúng ta muốn tìm thì chuyển một phát, chúng ta biết cả câu chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc là dùng Google Translate được. Sau đó copy cái mớ đấy vứt lên Google xong, đảm bảo sẽ ra. Đây là cách tìm. Các bạn học ngôn ngữ nào rồi cũng thế thôi, được chưa? Thì nó mới ra. Và tham gia nhiều nhất là Stack Overflow chắc cũng luôn, đúng không? Đấy.
đấy cách tìm dễ nhất, xong chưa? Và bây giờ chúng ta muốn làm cái của nào là gì? Chúng ta muốn làm cái của nào là gì? Với những cái thứ chúng ta nghĩ là jQuery nó có thì chúng ta lại chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh rồi lại đi search. Dễ không? Quan trọng là có biết cách search hay không không? Còn những cái thứ như này ai cũng làm được, các bạn có kinh nghiệm làm được hết. Sao thằng Yên lại ngơ ngác rồi? Xong chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn những cái quay trở về với cái API này. Đây tôi giới thiệu cho các bạn những cái API mà nó hay dùng thôi. Chứ chúng ta cũng không động hết bằng này đâu. Kinh lắm, không động hết đâu. Xong chưa? Bây giờ search thử nhá. À bây giờ làm thử xem nó có những cái gì nhá. Ví dụ đầu tiên. Đây ví dụ tôi có thể P. Có ID là target. Được chưa? Tôi có thể script ở trong này. Đói quá. Tôi có thể script ở trong này. Bây giờ tôi muốn set chữ nằm trong thẻ P này. Bây giờ tôi muốn set chữ nằm trong thẻ P này. Bây giờ tôi muốn có tôi có một cái biến var name bằng hiện TH. Hiện TH T3H. Ví dụ như này chẳng hạn. Được chưa? Thì tôi sẽ tiến hành set cái biến name này vào cái giá trị của biến name này vào trở thành text của cái P, cái thẻ P có ID target kia. Thì tôi sẽ sử dụng cái API là đầu tiên là chấm text. Đây là value. Ghi chép như nào kệ các bạn nha, tôi không quan tâm đâu. Miễn là sao làm được cho tôi là được. Thì để xét cái giá cái biến name này vào trong cái thẻ P kia thì chúng ta đầu tiên là phải xác định cái thẻ đã. Đúng không? Thẻ của chúng ta sẽ là xác định bằng cái gì? Sao giờ đánh cái dấu gì nữa ở đấy? Thằng target gì nữa? Chấm text và giá trị trong này nếu các bạn viết chữ thẳng thì các bạn viết luôn vào đây. Thiện TH T3H như này cũng được. Hoặc các bạn xét một cái giá trị của một cái biến vào đây. Ví dụ như name. Được chưa? Xếp xuống và ra ngoài này reload. Thấy không? Ra chưa? Đây là set text cho một cái text nằm trong một thẻ nào đấy. Được chưa? Đây là cách dùng đầu tiên của cái biến text. À của cái API text. Tiếp theo này. Cái tác dụng thứ hai này. Tác dụng thứ hai này. Ví dụ ở cái text này target này tôi sẽ viết vào đây là hay tên là gì? Hoàng Văn Minh à? Hoàng Văn Minh Xoan. Phải xấu. .. Được chưa? Được chưa? Xong. Bây giờ trước khi tôi thay đổi cái Hoàng Văn Minh xoăn xấu kia chuyển thành TH thì tôi sẽ console log lại cái giá trị hiện tại của cái thằng cái text hiện tại của thằng Hoàng Văn Minh ở của cái thẻ P này. Thì tôi làm như nào? Làm sao để log chữ ra ngoài? Console.log như này đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi sẽ giúp các bạn lấy ra cái giá trị hiện tại của thằng thẻ P có ID target kia thì chúng ta sẽ có và current. Current là nghĩa là hiện tại nha, có biết không? Không luật, không thật. Giờ biết rồi đấy.
current text bằng thẻ đây này, thằng thằng target, đúng không, xác định thẻ target chưa, chấm text đóng mở ngoặc. Và bây giờ chúng ta console log ra cái current text, current text chấm phẩy. Xong chưa? Rồi thử coi. Bật F12 lên. Mở console log, à cái tab log ra. À console ra, reload. Nhìn thấy Hoàng Văn Minh xoăn xấu đấy không? Đây đây. Thấy không? Kính to như này không thấy, nó mù à. Thấy chưa? Thì cái hàm text này có mấy cách sử dụng? Hai. Cách thứ nhất là gọi nó, nhưng gọi cái hàm text nhưng mà không truyền tham số vào trong, thì ý nghĩa là gì? Lấy cái nội dung text của cái thẻ này ra ngoài. Còn nếu mà truyền tham số thì sao? Set giá trị, tức là đặt giá trị text cho cái thẻ đằng trước, cho cái selector đằng trước, được chưa? Đấy là hai cách dùng. Được chưa? Rồi, hỏi thêm một câu nữa xem còn nhớ cái gì không nào. Hỏi thêm một câu nữa nhá. Bây giờ tôi muốn thực hiện một cái hành động nào đấy sau 3 giây thì tôi sử dụng cái gì? Trong jQuery, à trong JavaScript. Không biết thì search đi. Muốn thực hiện một hành động nào đấy sau 3 giây. Tất nhiên rồi. Trong JavaScript thì làm nào? Tìm kiếm cũng là một kỹ năng rất là quan trọng ở trong cái ngành của chúng ta. Không nhá. Làm gì lâu thế? Khá nhiều cách luôn mà. Cách nào dễ nhất thì làm. Set tham. Ờ đúng rồi. Nào hàm set tham out viết như nào? Set tham out. Set tham out mở ngoặc. Function. Gì nữa? Thời gian ở phía sau này đúng không? 3000 là 3 tương đương với 3 giây. Cắt cái này vứt lên trên. Khi tôi làm như này thì ý nghĩa sẽ là như thế nào? Đọc luôn đoạn code này nào. Dịch sang tiếng Việt. À quên, dịch sang tiếng người. Đây là ngôn ngữ máy nó hiểu mà, nó đâu có hiểu đâu. Sao? Đây là gì? Nhìn tôi cái đoạn này.
Dịch đi. Làm gì hả? Làm gì mà khó khăn đấy. Va là gì? Va là câu lệnh tạo gì? Hả? Tạo biến, đúng rồi. Đầu tiên là tạo một biến tên là current text. Gán giá trị cho nó bằng bằng gì? Bằng cái gì? Hold. Cái đoạn phía sau này nghĩa là gì? Đúng rồi, gán cho bằng cái giá trị của thẻ P có ID là target. Sau đó đến dòng tiếp theo là làm gì? Lock. Lock cái giá trị đấy ra màn hình. Đúng chưa? Sau tiếp theo là gì? Set timeout, ý nghĩa là set up. Sau 3 giây thì sao? Chạy câu lệnh này. Câu lệnh này có nghĩa là gì? Câu lệnh này có nghĩa là gì? Thay thế text ở trong thẻ P có ID là target trở thành giá trị của biến name. Được chưa? Đấy là dịch sang tiếng người. Ô, bọn này về nhà không đọc code bao giờ. Nó trông mặt đến nào cũng đần thối. Phải đọc code chứ. Không đọc code sau này các bạn không sửa được code của ai đâu. Đây. Ồ, sao nhanh. Đây, 1, 2, 3. Đối, đối. Đấy. Đúng chưa? Hoàng Văn Minh xoan xấu. Sau đó sẽ chuyển sang là hiển thị hát, ví dụ thế. Được chưa? Xong về cái hàm. Xong về cái hàm đầu tiên là hàm text.text. Tiếp tục sang hàm thứ hai là hàm chấm chấm html. Cho các bạn 5 phút để ngâm cứu hàm này, phát biểu lấy ví dụ cho tôi. Tôi hỏi đứa nào mà không trả lời được thì chống đẩy 15 cái. Sẽ hỏi thằng Huy trước. Ông có thể xuống chống luôn giờ.
Sao? HTML. Huy. Hàm HTML là gì? Riêng thầy phải 20 cái đã cảnh báo trước rồi. Không chịu đọc. Sao? Tí nữa ông sẽ chống với nó. Nội dung ở đây là gì? Rồi, hai thằng dắt tay nhau xuống trống đi, nhanh lên. Thằng Huy 20 cái, thằng dưới ngồi nhắc 25 cái. Thế vậy thằng kia chống 30 cái. Làm nào làm? Được chưa? Tôi đang đếm chống bao cái. Bao cái rồi. Bao nhiêu? Thằng này nó chống 25 này thì ông phải chống 30. Tại nó chống chứ không phải tại tôi. Nhanh lên, nốt 5 cái nữa. Từ sau chừa cái tội đi nhá. Rồi, hỏi tiếp không? HTML, hàm HTML là để làm gì? Ừ. Ừ, nhưng nó khác gì với thể tích? Không được lại 15 cái nữa. Ừ. Thế thằng kia không thêm được thẻ HTML. Hả? Nhanh lên, 15 cái đang chờ đợi. Sao nào? Đây. Ví dụ như chúng ta có đoạn code sau. Name bằng thiện TST3H đúng không? Tôi để đây là thẻ B. Thẻ B là thẻ gì? Thẻ gì? Đúng rồi, thẻ B là thẻ in đậm. Được chưa? Chạy thử nhá. Nhìn nó thành cái gì đây? Viết thẳng thẳng cái thẻ, cái tên thẻ ra đây luôn đúng không? Bởi vì cái thẻ text ấy thì nó chuyển tất cả các cái dữ liệu trở thành chữ viết. Vứt lên nhìn này. Được chưa? Nhưng mà với thẻ HTML thì sao? Trở thành chữ, chuyển cái text kia trở thành code HTML và nhúng vào trong. Được chưa? Đấy là sự khác nhau của hai cái, còn tác dụng của nó thì như nhau thôi. Một thằng là set, một thằng là get. Set là khi mà chúng ta truyền giá trị vào ở trong cái thẻ cặp dấu ngoặc này, còn get là khi chúng ta không biết gì cả. Get là lấy ra, set là đặt giá trị, thiết lập. Bài tập về nhà, tìm hiểu, giải thích và lấy ví dụ cho tôi về thẻ HTML, về cái API HTML này, API Append này, API CSS này. Hôm sau tôi kiểm tra API ATTR này. API Parent. API toggle, API add hidden, à thôi hidden để sau đi, toggle này, hide, API show, đây là fade in, fade out, rồi tạm thời bằng đấy thôi, còn một rổ nữa nhưng thôi, để bằng này đã. Tí nữa tôi up lên mà. Đây bài tập về nhà. Viết ra file HTML. Mỗi một cái API này
thì mỗi cái API này phải viết một file riêng. Được chưa? Hiểu chưa? Một file HTML riêng. Đó. Nghe. Điểm danh nha. Vân Anh điểm danh đi xem thiếu bao nhiêu được. Bao nhiêu có phép, bao nhiêu không phép. Thứ mấy nhỉ? Trần Hữu Minh. Ờ, tí ra trường ngồi nhá. Có. Đỗ Bình Kiếm. Tầm khoảng 4:20. Đỗ Thanh Tâm. Ờ, ở gần đấy nó có quán cà phê đấy, vào đấy ngồi nhỉ. Nguyễn Quý Thành. Nha. Nguyễn Trung Tiến. Lê Quang Trí. Tao với Tô. Tô với tao à? Vắng mấy? Con 4 ạ. Một bạn có phép gì mà mời ạ? Không máy này có chơi ạ. Chứ là không được rồi. Cái bất chuẩn. Cái bất chuẩn mà. Thế là mai thứ bảy tuần này nếu mai chúng có phải về quê